Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị xét duyệt Nghĩa vụ quân sự lần 1 cấp thành phố. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc, chủ trì hội nghị. Theo kết quả xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, chuẩn bị thực lực, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024, toàn thành phố có 4.031 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 1.836 công dân, miễn hoãn nghĩa vụ quân sự là 2.195 công dân tại buổi xét duyệt hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tập trung thảo luận xem xét các công dân đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn và những lý do các công dân được tạm quản nghĩa vụ quân sự để công tác xét duyệt đúng thời gian thành phần khách quan chính xác không bỏ sót đối tượng trong độ tuổi qua đó nhằm kiểm tra đánh giá kết quả đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các phường xã đồng thời tuyển chọn những công dân có lý lịch chính trị đạo đức trình độ học vấn sức khỏe tốt chuẩn bị thực lực gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân theo đúng luật định